Mẹ con chó này, nhớ ăn bố mẹ. Cái đéo gì đây? Moscow à? Đéo hiểu đấy. Tí bố mày mách thầy hiệu trường. Lại được thêm cái thằng giết côn trùng nhà vệ sinh nữa. Thôi hết giờ ra chơi rồi, vào lớp đây. Nhưng mà tao lỡ vào trận rồi. Vãi bíp. Mày dồ rồi. Đéo hiểu. Đến giờ lớp rồi vào trận mới sợ chứ. Nhưng mà tao bấm đéo đâu. Thằng TV nó bấm à. Mẹ cái thằng mặt thộn kia đừng có chạy. Mẹ sủi nhanh đéo chịu được. Thấy sao đến bọn này ơi. Cả lớp gấp sách vở vào kiểm tra miệng. Vãi bíp. Tối qua chưa lừa chùa đéo học gì cả. Mong đéo bị gọi tên. Bây giờ tôi sẽ gọi ngẫu nhiên con số. Hôm nay ngày 31 tháng 8 đúng không? Tôi chọn số 3 danh số 4. Mời em camera lên bảng. What the fuck? Tôi lấy 3 cộng 1 để ra 4. Nên tôi quyết định chọn số 4. Thế cậu học bài không? Hôm qua nhà em việc bận thế ạ. Thôi, không trình bày gì hết. Không điểm về chỗ. Lý do lý châu. Số tiếp theo, 25. Mời bạn quay văn phim lên bảng. Thế có học bài chưa? Em thấy nghe hôm qua nhà em mất điện à. Cứ trả lời câu hỏi đã. Được hay không tôi tính sau. Câu hỏi như sau. Nhà Hùng cách trường 100 km. Vậy hỏi Hùng phải đi vận tốc bao nhiêu để đến kịp trường học? Nani? Nhanh nhanh không muộn học. Tốc độ này vẫn chưa được. Câu hỏi khó quá thầy ơi. Cho em đổi câu khác đi thầy. Thôi được. Vậy để thầy đổi câu hỏi khác. Câu hỏi như sau. Nếu bạn An cao 50m thì... What? Ôi vãi bíp. Câu hỏi của thầy toàn bọn dị nhân à. Thằng An mà nó cao 50m thì nó kiểu như này à. Thôi nói chung là cậu học bài đúng không? Thế không điểm về chỗ nốt.